Chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái ly sinh tố để mà uống giảm cân rất là hiệu quả. Thì cái loại sinh tố này uống giảm vòng eo nha các bạn. Bạn nào mà bụng mỡ nhiều muốn có vòng eo như con kiến thì tham khảo cái nước uống này. Nguyên liệu đây mình dùng là một trái cam, một trái kiwi và hai trái chuối. Chuối thì các bạn có thể dùng chuối, các loại chuối nào cũng được, không nhất thiết phải là chuối xứ. Đó là phần nguyên liệu. Bây giờ đến phần sơ chế thì chuối các bạn gọt vỏ. Ở đây kiwi nè, thì các bạn cắt ra và gọt bỏ vỏ đi. Kiwi sau khi gọt vỏ rồi thì các bạn cắt nhỏ ra. Cái loại nước uống này thì cũng tùy theo cơ địa mỗi người là giảm nhanh hay giảm chậm nha các bạn. Thì muốn giảm cân thì các bạn cũng kết hợp với lại một cái chế độ ăn nó phù hợp một tí. Thì các bạn muốn giảm mỡ, trước tiên là các bạn giảm tinh bột, giảm đồ ngọt. Đó là giảm nhưng phải là bỏ luôn nha các bạn. Các bạn vẫn ăn nhưng mà thay vì các bạn ăn hai chén cơm một ngày, hai chén cơm một lần thì các bạn ăn một chén rưỡi, trước tiên ăn một chén rưỡi sau lại ăn là còn là một chén thôi. Nói chung là giảm dần dần chứ đừng có bỏ hẳn luôn thì nó mất chất, nó sẽ không tốt. Rồi đến phần ngọt thì bánh kẹo các bạn không nên ăn nhiều. Các bạn có thể uống thêm trái cây, ăn thêm trái cây giảm bánh kẹo, có chất ngọt trong bánh kẹo là nó là lượng đường, nó sẽ làm chúng ta dễ mập. Và cái thứ ba nữa thì các bạn không ăn tối qua khỏi 8 giờ, là trước 8 giờ đổ đi là các bạn ăn tối, còn qua khỏi 8 giờ đổ đi các bạn có đói bụng thì nên uống một ly trái cây hoặc là ăn một đĩa rau luộc là được. Thì chuối các bạn cũng giống như kiwi, các bạn cắt nhỏ, gọt vỏ và cắt nhỏ. Cam cũng như vậy ha, cam thì các bạn gọt vỏ luôn. Thì đối với cam thì chúng ta cũng lấy cái phần trong thôi, còn vỏ thì chúng ta bỏ. Chúng ta gọt luôn cái phần đó, chúng ta gọt luôn cái phần trắng này nha các bạn nha, đừng có để phần trắng như thế này. Đó. Ở đây thì nói chung là những cái nước sinh tố mà để giảm cân hoặc là dưỡng da, cái công thức mà dưỡng da thì mình cũng đã áp dụng mà với bản thân của mình thấy nó hiệu quả nên mình muốn chia sẻ với các bạn để các bạn cũng có thể có một cái nước phù hợp với lại cơ địa của mình, rồi coi mình có thể giảm một cái số ký mình mong muốn. Thì nói chung cái này muốn giảm cân thì phải kiên trì nha các bạn, không phải một ngày hai ngày mà cũng phải có thời gian. Thì thay vì uống những cái thuốc giảm cân nó hại cho sức khỏe thì chúng ta là tham khảo với những cái cách như thế này thì cũng rất là hài lòng luôn. Rồi cam ở đây mình đã gọt vỏ rồi, bây giờ mình cũng sẽ cắt ra. Đó, các bạn bỏ những cái phần lõi này đi nè. Cái này cũng rất là dễ uống luôn các bạn, nó không ngọt quá mà cũng không chua quá, nó cũng sẽ không có cho chúng ta là thiếu chất, nó cũng có bổ sung vitamin, da chúng ta vẫn đẹp, nhưng không phải như là uống những cái thuốc giảm cân là lúc đầu là mình uống rồi cái vài bữa sau mình ngưng thuốc là nó sẽ lên lại, mà khi mình uống thuốc giảm cân thì cái da mình rất là xấu luôn, nó sẽ sừng sùi, nó thiếu một cái chất gì đó mà nó có tác dụng trong cơ thể mình, nó rất là không tốt. Các bạn cắt ra ha. Rồi sau khi cắt ra rồi thì mình cho vào một cái tô. Với hai trái chuối, một trái cam và một trái kiwi này thì các bạn cũng có thể làm được là hai ly sinh tố nha. Rồi sau khi đã bỏ vào cái tô rồi, cái miếng chuối này nó còn cái hột nè,
Mình sẽ lấy ra hết nha các bạn. Rồi cái tô rồi chúng ta bỏ vào máy xay. Rồi bây giờ mình sẽ cho ba loại trái cây này vào máy để xay. Các bạn cho thêm một ly đá bi nữa, các bạn cũng có thể dùng đá bào. Rồi chúng ta sẽ đậy nắp lại và xay. Rồi sau khi xay xong rồi, bây giờ mình sẽ đổ ra một cái ly. Vậy là sinh tố giảm cân của chúng ta đã xong rồi đó các bạn. Chúc các bạn thành công với công thức này. Chúc các bạn có một vòng eo như ý. Chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo.